Khi đủ năm chi phần của giới sát sanh, tức là đã phạm tội sát sanh. Như vậy có thể nói là gần như tất cả những... À thôi quý vị tự đọc nha, tại cái này nó khá là nhạy cảm. Rồi, bên này xin sư cho kiến giải về vấn đề này. Đấy, quý vị đọc được vấn đề ha. À, cho nên là do cái câu hỏi nhạy cảm, thành ra là sư không có đọc. Thì nó như thế này. Khi mà quý vị đọc qua câu hỏi thì quý vị đã một phần quý vị hiểu được lý do tại sao mà Phật giáo luôn kêu gọi chúng sanh hãy yêu thương nhau, và không bao giờ kêu gọi chiến tranh. Dù cho đó người ta có vào chùa, người ta cướp đồ ở trong chùa nha, người ta đánh những vị sư thì các vị sư cũng nhẫn nhịn, rồi người ta có cướp đồ ở trong chùa thì các vị sư cũng cũng nhẫn nhịn. Cái hồi mà sư mới tu á, nói chung cũng mới tu thì cũng kỳ, cách đây cũng khá lâu rồi, sư thấy có một cái anh ảnh ảnh móc cái thùng tiền công đức ở trong chùa, phải nói là sư rất là giận, sư nóng lắm, tay tay nó run nhưng mà sư vẫn kiềm chế. Sư đến sư thưa với sư cả đấy. Sư thưa với sư cả là cái anh này ảnh có anh đang rút tiền công đức. Thì sư cả chỉ nói là nói với nhờ mấy cái anh bây giờ chỉ nói với cái người đó đó, nói với người đó đó là thôi ở đây người ta thấy rồi cho nên đi đi, chứ để không thôi là chứ không thôi là cư sĩ họ thấy họ quánh chết. Tức là đó, sư cả phát hiện là có người đang rút tiền công đức á, thì chỉ ra khuyên họ đó, nói họ thôi đi đi, có người thấy rồi, cứ ở đó hồi nữa rồi mấy người Phật tử họ thấy là họ quánh chết. Chỉ nói đơn giản như vậy. Cái người họ không tu họ không ngờ được cái chuyện này. Cái người không tu họ không ngờ được chuyện này. Thành ra là có một cái khoảng thời gian rất là dài, sư cả nói tiền ở trên tiền ở trên chánh điện ấy, bị người ta rút tiền, sư cả cũng chả thèm mở tủ ra, chả thèm lấy, chả thèm đếm nó có bao nhiêu chồng. Tại sao? Tại trộm nó cứ vô nó lấy hoài à, cho nên là khỏi đếm đó, mà cũng không có cái phương pháp gì. Thì tại sao như vậy? Tại vì luôn kêu gọi sự bất bạo động. Sư đề nghị là những cái vị những cái vị quản lý cái khung chat đó, nhờ quý vị kiểm tra coi hay để ý kỹ nha. Thì Phật giáo luôn luôn đề cao tinh thần là bất bạo động nha. Bởi vì tất cả mọi sự chiến tranh đều gây ra đau khổ cho cả hai, cho cả bên chiến thắng lẫn bên chiến bại. Chính bởi vì như vậy, Đức Thế Tôn có nói ở trong Kinh Pháp Cú: chiến thắng gây thù hận, thất bại chuốc khổ đau, ai từ bỏ thắng bại, an lạc liền theo sau. Đấy.
Và vấn đề ở đây là cơm ai ăn nấy no, nghiệp ai làm nấy hưởng. Mình không thể nào mình đổ lỗi là thì tôi làm cái đó là vì cha tôi, vì mẹ tôi, vì nhà vua, vì người hầu, hoặc thậm chí là vì đất nước của tôi. Giống như ngài Xá Lợi Phất, ngài hỏi một cái vị Bà La Môn, hỏi là ông có tu hay không. Thì vị này nói là: thưa tôn giả, con rất là dễ vui. Bởi vì sao? Bởi vì con phải lo cho vợ nè, lo cho con nè, lo cho người ăn kẻ ở nè, lo cho nhà vua, lo cho đất nước. Thì ngài Xá Lợi Phất, ngài hỏi đó, bây giờ đó, nếu như ông làm các điều ác như vậy đó, thì ông chết ông sẽ đi địa ngục, ông sẽ đi đâu? Vì Bà La Môn này nói: dạ thưa tôn giả, khi chết con đi địa ngục. Ngài Xá Lợi Phất, ngài mới hỏi đó: như vậy ông có thể gọi là ông thương lượng với cái hàng quỷ sứ là: tôi vì cha tôi, vì mẹ tôi, vì con tôi, vì nhà vua, vì người ăn cái ở, vì đất nước của tôi mà tôi làm các ác nghiệp, cho nên làm ơn đừng có cho tôi đi địa ngục. Có thể lý luận được như vậy hay không? Vì Bà La Môn nói: dạ không thưa tôn giả, con làm ác thì con phải đi địa ngục thôi. Ngài Xá Lợi Phất, ngài lại hỏi đó: như vậy thì mẹ ông, cha ông, con của ông, người ăn cái ở của ông, nhà vua của ông, đất nước của ông mà có thể thương lượng được với quỷ sứ là: cái người này nè, họ đã vì tôi cho nên họ làm ác nghiệp, thì đừng cho tôi đi địa ngục, đừng cho cái người đó đi địa ngục, có được hay không? Thì vị Bà La Môn nói: dạ không thưa tôn giả. Chính bởi vì như vậy, ngài Xá Lợi Phất, ngài mới nói thì hãy suy nghĩ, nếu như mình vì cha mình mà mình làm ác nghiệp, với việc mình vì cha mình mà mình làm thiện nghiệp thì cái nào tốt hơn? Tương tự như vậy, mình vì mẹ mình làm ác nghiệp, với cái việc mình vì mẹ mình làm thiện nghiệp, cái nào tốt hơn? Mình vì đất nước của mình làm ác nghiệp, với mình vì đất nước của mình làm thiện nghiệp thì cái nào tốt hơn? Thì ngài Xá Lợi Phất, ngài đã khéo léo để ngài hướng cái tâm của vị Bà La Môn hãy suy nghĩ, đừng có lý luận mình làm ác là vì đất nước, không cần. Hãy suy nghĩ, thay vì mình làm ác vì đất nước thì mình làm thiện vì đất nước, điều đó là điều tốt hơn. Cho nên Phật giáo luôn khuyến khích mình có thương ai thì hãy làm cái việc thiện cho người đó, vì người đó mà làm thiện, chứ đừng vì người đó làm ác. Còn khi mà chúng sanh đã rơi xuống địa ngục rồi đó thì không cứu được. Cái này xin nói thẳng là không cứu được nghe. Họ phải chịu chừng nào mà hết cái kiếp địa ngục rồi đó, thì khi mà họ sanh làm cái loài ngạ quỷ á, thì có cơ hội. Nhưng mà thứ nhất á, là họ sanh vào cái loài ngạ quỷ mà sanh vào cái loài mà có hưởng phước, có hưởng hưởng công đức, thì muốn cái loài ngạ quỷ có hưởng được cái phước hồi hướng này đó, điều kiện thứ nhất là khi mà còn làm loài người á, họ tin vào nghiệp và quả của nghiệp. Cái thứ hai là khi họ làm loài người á, họ có biết bố thí, biết làm phước. Thì khi mà họ làm hai cái việc này nè, thì khi mà họ đi địa ngục xong rồi, lên được kiếp ngạ quỷ, họ có cơ hội tái sanh làm loài ngạ quỷ, có thể hưởng được công đức. Và điều kiện thứ ba là điều kiện ngặt nghèo hơn, đó là họ phải có thân bằng quyến thuộc, mà họ phải gặp được thân bằng quyến thuộc của mình vào thời kỳ có Đức Phật. Chứ giống như thân bằng quyến thuộc của vua Bimbisara đó, sanh làm loài ngạ quỷ có thể hưởng được phước hồi hướng, nhưng mà không sanh vào thời kỳ Đức Phật. Thân bằng quyến thuộc á, không sanh vào thời kỳ Đức Phật, gặp được Đức Phật rồi nhưng mà thời điểm đó không có thân bằng quyến thuộc thì cũng không hưởng được phước hồi hướng. Và thậm chí là sau khi gặp vua Bimbisara thì vua Bimbisara đó cũng không biết hồi hướng, thì họ cũng không hưởng được. Thành ra đó, nó có những cái điều kiện mình phải nói là khá là ngặt nghèo á, là thứ nhất là phải sanh đúng vào loài ngạ quỷ có thể hưởng được phước hồi hướng, cái thứ hai á, là phải vào thời kỳ có Đức Phật, cái thứ ba là phải vào trong thời kỳ có Đức Phật đó phải có thân bằng quyến thuộc của mình.
Và cái thứ tư á, là thân bằng quyến thuộc của mình á, phải biết làm phước và hồi hướng phước. À, chính bởi vì như vậy bây giờ nè quý vị làm phước mà quý vị hồi hướng phước nó rất là quý, quý vị biết không? Tại vì hiếm lắm, sự nói hiếm lắm mới có được mình sanh vào thời kỳ này á, mà mình làm phước, mình hồi hướng phước hiếm lắm. Nhờ như vậy có rất nhiều thân bằng quyến thuộc của mình nhờ như vậy được nhờ. À, thành ra là đó là những điều kiện mà có thể xảy ra, còn nếu như mà nằm ngoài những điều kiện này thì sẽ rất tiếc.